Xe đạp F3 của bọn em xin chào các bác nhé. Hôm nay ở đây là bọn em mới có mẫu T10 mới về. Thì chiếc T10 Pro này là sử dụng chạy khung carbon, sử dụng bộ chuyển động là R7000, 22 tốc, chạy 2 tầng đĩa và 11 tầng lít, lai 3 món các bác nhé. T10 này T10 lai 3 món chứ không phải full R7000. Đấy, nó sẽ bao gồm là tay lắc này và củ đế trước, củ đế sau. Đùi đĩa thì dùng đùi đĩa của Pro Heal. Lip thì là của Sunshine. Vành của xe thì là vành nhôm, chạy vòng bi bạc đạn. Và vành trước thì là 18 lan và vành sau là 21 lan. Đấy, em sẽ quay sát chi tiết vào chiếc T10 cho các bác xem. Cái mẫu T10 này thì năm vừa rồi bên em bán khá là nhiều rồi và cũng làm video rất là nhiều lần. Xe thì sử dụng khung carbon 18K. Tem mác của xe thì vẫn là tem mác phản quang các bác nhé. Cái viền của chữ Twitter này nếu mà có đèn flash chiếu vào thì rất là sáng, nó gần như cái bóng đèn LED nó gắn trên khung đấy. Khung thì là khung carbon 18K. Đây đều có tem phản quang của T10 Pro các bác nhé. Cọc yên của xe cũng là cọc yên carbon của Twitter. Ở trên phần tay lái thì có tay lái nhôm dẹt của Twitter. Dòng T10 lai 3 món thì sẽ sử dụng tay lái nhôm dẹt của Twitter. Tay lắc của xe thì là một Shimano 105 R7000. Phiên bản R7000 là phiên bản mới nhất hiện nay các bác nhé. Đấy, 2 tầng đĩa và 11 tầng lít. Ở đây thì có cụm phanh 3 lá của Retrospec. Xăm lốp của xe, con này lốp mới. Con này là đã được lên lốp mới, là lốp gì đây? Lốp con Tuck Sport này. Trước là nó hay chạy lốp Kenda. Đây, con này cũng là Kenda thôi các bác, nhưng có vẻ là Kenda năm nay là Kenda có nâng cấp lên rồi. Lốp Kenda có nâng cấp lên một chút. Thì nhìn ra lốp có vẻ là khá là dày và dai đấy. Cái da lốp này khá là dày và dai, càng carbon, càng carbon 18K. Mayer của Retrospec, Mayer của Retrospec các bác nhé. Và chạy vòng bi bạc đạn. Kia là trục tăng mở nhanh. Ở phần dưới này thì ta có là đùi đĩa Ausse của Pro Heal. Và nó chạy là đĩa là 50-34. Đùi trục rỗng các bác nhé. Cái trục giữa xe này là trục rỗng. Xích của xe, xích của xe được trang bị xích của IBN. Củ đế sau 105R7000. Và đây là lip của xe, lip 11 tầng các bác nhé. Lip thì vẫn vậy thôi, Mayer sau là Retrospec. Và đây là cái tiếng kêu của cái Mayer, cái vành và cối mới của Twitter. Bạc đạn này thì chạy rất là trớn rồi, trớn rất là tốt rồi. Chiếc này thì hiện bên em đang bán với giá là 14.900.000 các bác nhé. Cái mẫu này hiện tại thì bây giờ là về không nhiều đâu các bác. Nhà máy của Twitter thì đặt tại Trung Quốc. Và hiện tại Trung Quốc đang dịch bệnh như vậy thì chắc chắn là cái sản xuất là nó sẽ kém đi rất là nhiều. Và cái mẫu này thì hiện tại đang về không nhiều, bên em còn một ít thôi. Đấy, bác nào thì thích thì alo cho bọn em. Chiếc này bên em đang bán với giá là 14.900.000 các bác nhé. Cái mẫu T10 này năm ngoái bọn em giới thiệu quá là nhiều rồi và quá nhiều bác biết cái mẫu T10 này rồi. Thôi, xe đạp F3 của bọn em xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các mẫu xe sau của bên em.